Chào mừng anh chị đến với kênh Cà Thế Thực Chiến. Hôm nay em xin chia sẻ anh chị hai trận giao hữu rất hay giữa số 1 Việt Nam Đại Liên Huynh và vua cờ giang hồ Lưu Tuấn Trạch. Trận này diễn ra tối qua ngày 12 tháng 1 2024. Mời anh chị xem trận đầu tiên, Đại Liên Huynh cầm đỏ đầu tiên, còn Lưu Tuấn Trạch cầm đen thủ hậu. Mời anh chị thưởng thức.
Chăng chuyên. Chăng chuyên. Chăng chuyên. Chăng chuyên.
将军。将军。Trên đây, sát cục, Lưu Tông Trạch đã buông cờ nhận thua, mà anh chị xem dáng thứ hai, Lưu Tông Trạch cầm đỏ đầu tiên, lại Lý Huynh cầm đen thủ hậu, mà anh chị thưởng thức.将军。
将军。将军。将军。
Chương Chương trình. 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 Đến đây, sát cục, Lưu Tông Trạch đã buông cờ nhận thua. Video của em cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn anh chị đã xem video. Nếu anh chị thích, anh chị nhớ bấm đăng ký, bấm chuông. Em sẽ tìm video hay nhất, mới nhất để phục vụ anh chị. Xin cảm ơn anh chị. Xin chào anh chị ở đây. Hẹn gặp anh chị ở video sau.